Sao Hoàng Nhật xin chào các bác nha. Em có một con máy massage chân của hãng Sanyo này các bạn này, khá là VIP luôn. Một con rất độc lạ. Như hình các bác nhìn ấy thì con này nó là cái hai cái phần massage bàn chân này thì là nó để nổi và một bộ lăn ở giữa, tức là các bác có thể dùng, em xin phép giơ hai cái chân vào một chút nhé, các bác có thể dùng hai chân bóp như này. Đấy, hoặc là khi nào các bác có thể dùng một chân ở đây. Đấy, chân này. Đấy, hai bên các bác đảo chân đặc biệt các bác nhé. Ở model này các bác có luồng gió nóng thổi ở phần gót chân và phần ngón chân. Đấy, giúp thư giãn nhé các bác nhé. Làm ấm chân. Làm ấm chân lên. Đấy. Lưu thông khí huyết rồi massage với dạng là ấm chân, thổi qua cái này đây, và có ba cái mức. Cái mức này chỉ thổi gió này, mức này là nóng yếu này và thổi gió mạnh. Đấy, có ba cái cấp độ bóp các bác nhé. Có đảo chiều này, cái bi này các bác nhé, bình thường này có thể là quay lên trên. Đấy, nhưng các bấm luôn này thì bi này quay ngược lại. Đấy, chưa? Đấy. Có ba cái chế độ bóp tiếp. Đấy, mạnh nhẹ ở đây. Các kiểu bóp ở đây. Còn cái này thì em dịch ra cũng không biết nó sử dụng như nào. Ghi đây nó là cảm biến tự động nhưng mà không biết nó hoạt động thế nào nhé. Đấy. Đấy, massage chân các bác rất là khỏe. Đấy, vừa massage ở đây vừa thổi khí nóng qua cái lỗ này. Cái này hoàn toàn các bác có thể mở ra được nhé. Bỏ ra được hẳn ra để mình giặt luôn được. Đấy. Yeah. Trong này còn một lớp nữa. Yeah. Thổi khí nóng qua đây các bạn này. Khí nóng qua đây nhé. Đấy. Yeah. Hai lỗ này. Đây còn thổi nóng này. Đấy. Qua cả đây nhé. Ở đây, ở đây. Ngón chân thổi. Yeah. Bi chạy này. Có nhìn chạy. Yeah. Đảo chiều này. Đấy. Vì luôn chiếc này rất là hiếm nha các bạn nhé, không có chiếc thứ hai trên thị trường mấy đâu. Chạy điện 100V các bạn nhé. Chiếc này em bán là 2,3 triệu. Bác nào có nhu cầu một chiếc độc lạ VIP thì các bạn alo nhé, có một chiếc duy nhất thôi. Chào các bạn.